Mấy cái này là cái gì? Hả? Cái này là cái gì? Cái này miếng mấy con á. Chị trồng á mà nó lên như là cái củ hành hay cái gì mà nó bay cái gì. Mày để mày lên. Cái gì ta? Cái này không phải hành đâu. À. Xin chào tất cả mọi người đang xem kênh của Thị Switch Cuộc Sống Nông Thôn Thị Sĩ. Thì mọi người ơi, thì bây giờ bắt đầu mùa xuân nó tới rồi, Thị Sĩ thì bắt đầu nắng ấm rồi nha. Thì Thi chuẩn bị cái vườn của Thi á, chuẩn bị hết để trồng mọi người ơi. Mà năm nay á, là Thi dự kiến á, là Thi sẽ trồng rất là nhiều rau nha mọi người. Đây là đây cái mớ mà cái mấy cái chậu bông á mà Thi gom lại, nó đổ đất hết rồi nè. Đổ một đống đất ở đây nè mọi người. Thì cái chỗ này là chuẩn bị Thi xới đất nó ra cho nó bằng để trồng nha. Nhưng mà ở đây á là năm nay Thi định trồng mấy cái bắp á mọi người. Thi mua bắp nếp á, tại bên sau đây cái luồng đất của này trồng rau nó không có tốt mọi người ơi. Cho nên nó là Thi sẽ trồng đậu, Thi định trồng đậu que, Thi dự định như vậy thôi. Những cái cây này mà nó keo keo lên đó mọi người, tại vì nó thấp á, men ốc sơn nó lên nó khóe tanh mạnh của Thi trơn à. Thi mệt lắm nè. Thi dọn hết cái chỗ này là chuẩn bị Thi trồng trồng bắp với lại trồng mấy cái đậu que á, để cho nó khỏi mấy con ốc sên, cho nó khỏi khỏi phá của Thi nè. Cái này là chuẩn bị Thi cũng trồng nha mọi người. Thì Thi không có cái nhạc kính á, thường thường ở đây thì họ hay có cái nhạc kính để họ gieo á, để cho nó lên. Mà Thi thì Thi rất là thích trồng, nhưng mà Thi không có kinh nghiệm mà cái rau này phải làm như thế nào. Rồi Thi rất là thích làm vườn nhưng mà Thi chưa có kinh nghiệm rồi, phải học mỗi năm mỗi ít. Thì mới dọn hết rồi, còn ở trước đây nè mọi người. Còn cái này ở trước nhà Thi nè mọi người. Thì hồi mấy năm nó có cái vàng đó mọi người. Năm nay á, để Thi quay cái máy lại nha. Nè, đây là cái vàng mà nó mục rồi, mà năm nay Thi dự định là Thi sẽ làm cái vườn ở trước nhà nha mọi người, cho nó mình trồng cho nó sạch. Với lại Thi dọn cái vàng ra nè mọi người. Bây giờ Thi đem Thi quăng hết á, cây hả nó mục hết trơn rồi nè. Cái vàng cái ở trước nhà này nè, Thi làm thì nó công phu mà theo cái ý của Thi, mà Thi không biết khi Thi làm ra có ý của Thi không, tại vì Thi làm cũng theo cái khả năng của Thi á mọi người. Một mình làm á, cho nên là nó cũng hơi vất vả một xíu. Đây là anh cả nhà Thi đang phụ Thi làm vườn. Mấy cái chỗ này bữa trước Thi trồng mà dưa leo rồi mọi người. Bây giờ thì Thi dọn hết cho nên nó bị đen đen nè. Cho nên con của Thi đang phụ Thi dọn cho nó gọn á. Chỗ một mình Thi mà làm cái này thì không biết là có khả năng không. Cái này á, thì năm nay Thi cũng định thể lại su với lại mướp nha cả nhà. Thi trồng năm ngoái thì vẫn chưa có thành công nha. Nhưng mà Thi sẽ thử lại năm nay tiếp. Mỗi năm mình cũng sẽ cố gắng mình làm lại. Còn ở đây nè, cái đây là nho nha mọi người. Bây giờ là nắng lên là mấy ảnh cũng nở nụ nè. Mà năm nay Thi nghĩ là nho của Thi thì rất là nhiều, là tại nó bò qua bên đây luôn nè. Này nó bò qua bên cái vàng luôn mọi người. Cái bữa nó ăn gian qua cái vàng Thi trồng mướp nè. Không biết có chỗ để mướp của Thi nó đậu không nữa. Mấy cái này họ rất là dễ luôn á, nó không có chết nha mọi người. Cứ nó rụng lá rồi cái mùa xuân nó lên lại đỡ trồng ghê á. Giá như những cái rau mình trồng mà nó cũng vậy đỡ, phải năm nào mình cũng trồng ha. Bây giờ Thi sẽ Thi cắt cỏ hết mọi người ơi nè. Sau khi Thi đi du lịch về thì cỏ rất là nhiều, giống như một cái rừng vậy đó. Đó thì cắt bên trong đây không có đi máy vô được nha mọi người. Cái này Thi phải dùng tay Thi cắt nè. Nhưng mà hôm qua Thi cắt hôm qua rồi, mẹ tay đau quá cho nên Thi để tới hôm nay nè. Mấy cái chỗ đây nè, trời ơi, mưa xuống là mấy bạn sơn bả lên hở dễ mang đó mọi người. Thấy cái rừng của Thi không nè, cái chỗ cái vườn Thi trồng rau á, mẹ bây giờ nó dễ mang dễ sợ luôn nè. Thi dọn hết rồi nè, cái đây nè đó. Bây giờ là Thi cắt hết mấy cái cỏ này luôn hả, thì Thi bới hết cái đất này lại để chuẩn bị là bắt đầu trồng rau nha mọi người. Đây là cái hành nè, mà mọi người biết làm sao không, nó sống vào mùa đông nha. Thi không có nghĩ là nó sẽ sống ở mùa đông á, mà Thi rất là sợ. Tại vì Thi thấy mấy cái con sâu rộm á mọi người, mấy cái con sâu rộm nó rất là nhiều hả. Xong rồi Thi cắt được cái lá, nó cuốn vô cái lá rất là nhiều nha. Mà xong rồi cái, để Thi bứt lên một cái cho mọi người xem nè. Đây nè, không biết là, ây da, cứng vậy ta. Cứng quá, con này phải lấy cái gì nhổ à. Được không con? Dạ. Rồi, đi, tới đây.
Làm một mình à, mọi người video cho nên nhờ con của Thi mà nó nhỏ cho nên nó cầm. Bữa đứng dưới đây nè con, bữa chưa tiền cho nghe. Rồi nó nghiêng nó đi, thấy mẹ không? Thấy mẹ thấy ông trời vậy, không có quay lên ông trời nghe. À, thấy thấy mẹ không? Yeah. Trời, giỏi dữ vậy, cảm ơn nha. Bữa này là YouTube có tiền mẹ cho tiền nghe, bỏ một bên nghe. Nè. Mấy cái này là cái gì? Hả? Cái này là cái gì? Cái này thì mẹ biết luôn á. Thì trồng á mà nó lên như là cái củ hành hay cái gì mà nó bay cái mùi. À, để mình lên. Vậy. Ây da. Nó cứng á. Tại giờ để à. Chỗ thun quá. Thun dữ vậy ta. Nó giống như là cái tỏi cái gì cựu của kiểu của mình á mọi người. Trời ơi. Một cục luôn à. Để Thi nhổ hết để Thi có nghĩ là mùa đông nó chết mà nó không chết mọi người ơi. Nó sừng sững như vậy đó. Vậy là năm nay Thi biết ý là Thi sẽ trồng nó vào mùa đông. Này ăn nó cũng tốt lắm á. Thi thấy ở đây trong chợ ta hay bán á. Người ta gọi là lao. Nhưng mà Thi không tỏi tay á mọi người. Nhưng mà Thi không có. Dạ. Mớ đây mọi người. Tí nó rửa ra. Rửa ra để dành nấu canh. Nấu canh xong mình cắt nhỏ mới bỏ vô thơm mọi người. Cái này mà cái mùi nó hơi mạnh ha. Cái ai làm ai không thích á. Kỵ mùa mạnh này rất là khó ăn luôn ha. Thi thì Thi rất là thích. Rồi bây giờ Thi đây Thi trồng cho tụi nhỏ nó trồng. Thi mua ít rau cho tụi nhỏ nó tự nó trồng đó mọi người. Thi tự nó chăm. Mẹ lấy ra cái này được không? Đâu cái gì vậy? Cái này. Sạch không con? Ra không? Để mẹ coi. Trời ơi giỏi dữ vậy. Mỏi tay không? Con để con chè cái chỗ đó luôn. Nhỏ nó phụ Thi để chè cái chỗ đó. Còn anh này chuẩn bị trồng rau nha mọi người. Tụi nó thích trồng, mua mỗi đứa mỗi cái để nó trồng, nó tự nó chăm, nó tưới nước á. Thi cũng gieo một ít nha mọi người. Giờ bắt đầu gieo mấy cái giống như mấy cái ớt Đà Lạt đồ á, mấy cái ớt chuông đồ đó, bắt đầu Thi gieo lần mấy cái rồi. Rồi bữa nào Thi làm cái vườn đây là Thi đấy nữa. Nay trời không mưa, bữa giờ mưa hoài đâu có ra cái vườn rau. Hôm nay trời không mưa tranh thủ mẹ con ra làm vườn. Con thấy chưa? Cái cà rốt không? À thôi đừng cà rốt, cái này nó thấp lắm. Rồi hai cái này. Cái này của anh Hai đúng không? Cái này của cô. Cái này của anh Hai mày bỏ vô luôn. Anh Hai trồng thôi. Mày thấy cái gì? Hả? Thấy cái gì? Con thích cái gì thì con lấy cho mày biết được con thích cái gì. Trời nói chung quá mọi người ơi. Đây nè, cái này là cái đậu đúng không? Cái đậu này bữa nào con trồng là con phải phải bỏ cho cái gì nó leo lên á. Ừ. Con chưa xì. Thì lấy cái này mà cái cây á, chứ đừng có lấy cái dây. Ừ. Ừ. Cái này dễ thương, cái này để mì trồng. Trời, mọi người đấy. Ớt này là ớt chuông nè mà mới nè. Hồi giờ Thi chưa có trồng cho nên năm nay Thi gieo thử hả? Mà không biết là nó lên hay không. Cái này là gì đó? Cái này là cái loại giống nhỏ nha mọi người nè. Đó. Còn cái này là loại giống bự nè. Đó. Đây là Thi có ngò nè. Có nhiều loại lắm mà bây giờ Thi gieo một ít thôi, có rau muống mọi người, có cà rốt nữa nè. Gì đó. Cái này gieo nó ngoái còn á. À cái này là để bỏ vàng nè. Cà rốt hả? Cà rốt hả Aro? Cái nào? Đây nè. Cái này đúng không? Cái đậu đúng không? Lấy cái kiến cho mẹ ơi. Vậy ra lấy cái kiến cho mẹ ơi. À, cái này gieo từ tháng mấy? Gieo một ít để dành cho mẹ đây đúng không? Con tự làm hay mẹ làm? Này con lấy con bỏ vô đây. Con lấy 4 hộp thôi. Bỏ riêng đây đừng có bỏ chung một cái, nó nhiều lắm. Bỏ xuống đây nhét nhét sâu xuống. Đây mẹ đổ đây cho 4 cái. Trời ơi nhiều dữ vậy. Ở đây nhiều như.
Rồi nhí xuống ngoài rồi bữa nào ra cho mì lại. Nhí thôi. Rồi xoáy xuống đây. Nhí hết xuống đi. Cái chỗ đó trồng như đó thôi, đừng có trồng nhiều. Nhiều nó không có vitamin đó. Nhét sâu xuống con. Trời ngồi dưới đất nó thật, nó đẻ dữ trời. Giờ phải gieo cái này mọi người ơi. Cái này thì hiền quá nè. Cái này nè, năm đầu tiên thì thấy cái thi hốt luôn á, thì không biết là nó lên hay không. Mà bây giờ người ta nói là từ tháng 2 cho tới tháng 4 á là bắt đầu gieo rồi, nhưng mà thi gieo hơi trễ mọi người. Tháng 5 rồi giờ thì mới gieo nè. Đi du lịch về trễ cũng tiêu luôn á. Đây. Cái này để tí mà mẹ nhí đây để cho biết cái nào chứ. Thi vô. Xong rồi đó hả? Rồi con Bưng. Rồi Bưng có để sau đi con. Bưng để sau nhà để tưới nước. Rồi cái hộp, trời có mấy hộp à? 2, 4, 6, 8 hộp, 10 hộp. Mẹ cha. Để ở tay của con thôi. Mẹ còn quên 2 đến 2 để chứ. Dạ con có của con nè nè. Con có cái gì của con? Cái quần của con. Cái quần nào? Quần. Cái quần của con á hả? Dạ. Cái quần của con nằm ở đâu vậy con? Ở đây. Ở sâu hả? Dạ. Rồi con đem ra cái vườn của con đi. Rồi cái này á, mọi người nhìn nó nhiều màu hấp dẫn ghê không? Nhưng mà năm ngoái thì cũng gieo nhưng mà nó không có thành công mọi người. Thôi vậy như trồng vì đam mê vậy đó. Tốn tiền mọi người ơi. Tốn nước ở đây trồng mắc. Đuối nước ở đuối luôn mọi người. Xong rồi tốn tiền nước nó cuối cùng không có một cái trái nào luôn á. Năm nay chưa quyết tâm làm giàu mọi người. Có được có 2, 4, 6, 7 hộp à. Ông bà phụ cho con để con trồng nó lên cho con nghe. Rồi trồng rau mẹ, ông bà cũng yên cho mình nữa. Gian giá bốn phương. Đó. Mình nhét cái này vô để biết là cái này nó cây gì chứ để bữa nay không biết. Rồi tôi trồng thêm trái nè ta. Đây nè mọi người ơi, cái này cũng bỏ trực tiếp ở dưới vườn thì phải. Thế cái này làm gì con? Để hai cái vô. Để hai cái vô làm chi? Để một cái thôi chứ. Thì có kêu trồng con mua cái đây nè mọi người, đậu ha. Mấy cái đậu này là đậu leo cây á, đậu leo trên cây, cái leo cái vàng á. Mà thấy màu này đẹp quá thì cũng mua luôn nè. Không biết là có đâu, nhưng mà trồng từ tháng mấy đây? Mít thì mai, mít thì juni. À, vậy là cái này thì chưa có trồng được. Cái này thì gieo trực tiếp ở dưới đất luôn nè. Nhưng mà nó nói là từ giữa tháng 5 hoặc tháng 6 là trồng được. Để cái đất họ, cái đất đó mọi người cho nó ấm hơn. Tại vì ở Thụy Sĩ thì tầm tháng giữa tháng 5 á, thì nó cũng có thể từ đây tới giữa tháng 5 nó cũng có thể là đất nó lạnh đó mọi người, cho nên mình đợi. Giờ mặt trời nó tối mọi người, xong thì cứ đổi góc quay á. Nè, thì trồng cái ho này nè mọi người. Ho này đẹp không? Chỗ trồng ơi. Ho này để tới bữa qua thi thơ thi thể vàng. Trời. Ít thôi. Đi dành. Nè cái hột này dễ thương mọi người. Nè. Hột bự bự ra. Cái này hả, nó bò ra rất là nhiều mọi người ơi. Nhưng mà cái này là năm nào mình cũng chịu khó mình trồng. Nó có cái loại bông hả, là mình thả xuống xong mà nó sống ở mùa đông hả, là cứ năm nào nó cũng lên á, là mình khỏi mất công. Nhưng mà cái loại này là mình phải trồng lại. Rồi xong. Xong rồi mọi người ơi. Này là Thi để dành lại năm sau Thi trồng nè. Không biết là nó có lên không cho nên mình phải tiết kiệm mọi người. Xong, hoàn thành 3 chậu của Thi. Giờ tối rồi mọi người. Giờ nó ăn cho tụi nhỏ nữa. Xong mai làm tiếp.
mọi người ơi, cái video cũng dài rồi nha. Thi cảm ơn mọi người rất là nhiều đã luôn đồng hành cùng Thi. Mọi người thương Thi thì làm ơn cho Thi một like, một share, một đăng ký, cũng như thể nhớ cái comment góp ý cho Thi á. Và đừng quên share cái video giúp Thi nha. Thi cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thi chúc mọi người nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bye bye, bye bye mọi người.